Kính thưa Hội Thánh, sáng nay chúng ta bước vào trong sự thờ phượng Chúa. Và yếu tố cần thiết đó là chúng ta lắng nghe lời của Chúa. Trong câu gốc, hai từ quan trọng đó là sống và chết, kèm theo là phước lành và rủa sả. Dĩ nhiên ai nấy trong chúng ta biết phải chọn điều gì giữa sống và chết. Chúa đặt vấn đề này với dân sự của Chúa, và dân sự Chúa cần chọn giữa hai điều sống và chết. Hai cái từ sống và chết nghe rất thường xuyên, nhưng rất khó định nghĩa cho đúng, cho đủ. Ví dụ có một người đặt cái súng ngay bàn tang chúng ta và hỏi rằng muốn sống hay chết, thì có lẽ chúng ta rất sợ hãi. Bởi vì khi có ai đặt khẩu súng ngay mặt chúng ta để hỏi sống hay chết, thì có lẽ chúng ta nghĩ rằng chắc chết quá, chết nhiều hơn sống. Và nếu chúng ta muốn sống thì có lẽ chúng ta phải trả lời như thế nào đó. Mà cái người đó sẽ quyết định chúng ta sống hay chết. Nhưng đôi lúc chính chúng ta cũng quyết định khi trả lời như thế nào để được sống hay là chết, phải không? Bây giờ sáng nay Chúa hỏi chúng ta là các ngươi muốn sống hay là chết? Chúng ta cùng học lời Chúa trong mấy mươi phút để biết mình không phải chỉ trả lời, không phải chỉ ao ước, mà là hành động. Chúng ta biết sống nó khác với tồn tại. Sống không phải chỉ là tồn tại. Bởi vì trong Kinh Thánh đề cập đến chữ sống, nó ý nghĩa rất là quan trọng, sâu sắc lắm. Có nhiều thứ tồn tại nhưng nó không phải là sống. Cục đất, cục đá nó cũng tồn tại có khi lâu hơn chúng ta, nhưng nó không có sống. Bây giờ chúng ta thử đặt vấn đề là mấy cái bông này nè, nó sống hay là chết? Chúng ta nhìn thấy như sống mà là chết rồi, từ khi nó ngắt khỏi cái lòng đất, cái rễ cây để cắm vào đây, nó đã chết. Vì vậy cho nên cái sự sống với ý nghĩa đúng đắn của nó thì không phải là dễ, bởi vì sự sống liên quan đến Đức Chúa Trời là nguồn. Sự sống liên quan đến con người có chính Chúa truyền ban vào ở trong thân thể, đó là linh hồn. Và sự sống của con người nó cao hơn là sự sống của loài thảo mộc. Nó cũng có sự sống. Rau, cỏ, như chúng ta ngắt nó thì nó cũng chết. Nó cũng đang sống, đang mọc lên. Rồi bây giờ chết là như thế nào? Bác sĩ cho rằng chết là tim ngừng đập, chết là không còn hơi thở trong lỗ mũi, chết là tế bào không kết hợp. Nhưng mà theo triết học cho rằng sống không có ý nghĩa là chết. Và chết không phải là bất động, mà là chết có cả tâm linh và thể xác, có cả đời này và đời sau. Cho nên học về hai từ sống và chết, chúng ta không thể nào giải tỏa hết trong mấy mươi phút này. Nhưng sáng hôm nay tôi chỉ muốn nói đến điều Chúa muốn đặt ở trước mặt chúng ta. Và Ngài muốn chúng ta lựa chọn để rồi sẽ có kết quả hay là hậu quả như thế nào. Nương nơi cái phân đoạn mà chúng ta
đọc đối đáp Kinh Thánh khi nãy đó. Chúa Giêsu kể câu chuyện về người Samari nhân lành. Thầy tế lễ người Lê Vi, người Samari đi ngang qua, thấy có một người nằm đó, dở sống dở chết. Người này chưa chết, nhưng mà sắp chết, gọi là dở sống dở chết. Sống không ra sống, mà chết thì cũng không phải là chết. Sống như vậy là như thế nào? Vì vậy bây giờ chúng ta đang còn sống, đang ngồi đây, đang còn hoạt động. Nhưng điều Chúa đặt ra đó là sống có liên quan đến linh hồn và thân thể. Sống nó có liên quan đến đời này và đời sau. Đó là vấn đề được đặt ra. Sống mấy mươi năm trên đất cũng chỉ là nói đến một sinh hoạt ngắn ngủi tạm bợ khi linh hồn còn ở trong thân thể thôi. Nhưng mà khi linh hồn lìa khỏi xác chưa phải là chết thật sự, mà rồi tương lai bị hình phạt đời đời cả linh hồn và thân thể mới là chết đúng, gọi là sự chết thứ hai. Và sống khi chúng ta không còn hơi thở chưa phải là chết, mà chúng ta sẽ bước vào nơi vinh quang, sống cả linh hồn và thân thể trong sự vinh hiển để hưởng phước đời đời, đó mới là sự sống. Bởi vì Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta tuyệt vời, toàn hảo, chứ không có dựng nên chúng ta dở sống dở chết, không phải dựng nên chúng ta để rồi chết, mà Ngài muốn cho chúng ta thật sự sống phước lành. Cho nên trong vườn Ê-đen, Chúa không phải đặt cây sự sống mà còn cây biết điều thiện và điều ác. Chúa không phải đặt cây biết điều thiện với điều ác mà có cây sự sống. Như vậy thì Adam và Eva có quyền chọn cây sự sống khỏi cần phải căn dặn. Còn cây biết điều thiện và điều ác, Chúa nói rồi, nếu người ăn chắc sẽ chết. Còn cây sự sống với ý nghĩa là nó sẽ được sống đời đời nếu ăn vào. Nhưng rất tiếc Adam Eva lại không chọn cây sự sống, mà cứ châm bẩm vào cây biết điều thiện và ác, tò mò không biết cái cây này là gì mà Chúa lại cấm. Lại có ma quỷ cám dỗ và nói rằng ăn cây này vào sẽ khôn bằng Đức Chúa Trời. Cho nên có tất cả những điều thu hút để Eva rồi đến Adam ăn. Và khi ăn vào mới biết mình không khôn mà là bị phạm tội, chết, đuổi ra khỏi vườn. Chúa không cấm ăn cây sự sống. Vì vậy khi đã quyết chọn cái cây biết điều thiện điều ác rồi, thì cây sự sống cất đi, tức là họ bị đuổi ra khỏi vườn. Chứ nếu một mai ăn cây biết thì điều ác rồi, phạm tội rồi, ăn luôn cái sự sống thì sống đời đời trong cái địa vị, trong hành động tội lỗi, thì chưa có điều gì kinh khiếp bằng. Thấy không? Đây là cái câu chuyện ban đầu của sách Sáng Thế Ký. Đây là lịch sử của con người ban đầu. Trước nữa Đức Chúa Trời dạy con người là toàn hảo, tình trạng vô tội. Adam và Eva mặc lấy vinh quang không biết lõ lồ. Nhưng sự chọn lựa của họ để lại cả một dòng dõi nhân loại ở trong tội lỗi. Nhưng cảm ơn Chúa, Đức Chúa Giêsu là Adam thứ hai đến để nối lại cái sự tuyệt giao bởi tổ phụ Adam và Eva phạm, và để là một dòng dõi tội lỗi đáng chết đó. Cho nên bây giờ đứng trước mặt dân sự ngày xưa và trước mỗi chúng ta ngày nay, Chúa cũng đặt vấn đề như vậy. Ở trong các câu mà chúng ta đã đọc đối đáp khi nãy, bắt đầu từ câu 13, hãy xem ngày nay ta đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, phước lành và tai họa. Ta đặt ngươi,
đứng trước sự sống và sự chết. Sự sống, sự chết ở trong quyền của Chúa, mà chúng ta không thể nào thay đổi được. Chúng ta chỉ được phép lựa, vì đây là cơ hội mà Chúa cho để chúng ta thoát khỏi sự chết, để chúng ta bắt lấy sự sống. Chúa nói rằng ta đặt trước mặt các ngươi, các ngươi có quyền lựa chọn. Cái chữ thứ nhất là Chúa đặt trước mặt con người sự sống và sự chết. Trước khi con người được tạo dựng thì Chúa dựng nên muôn loài vạn vật cho con người. Định luật Chúa cũng đã sắp xếp. Con người không hề thay đổi được điều gì, dù khoa học tiến bộ đến đâu vẫn không thay đổi được định luật Chúa đã định rồi, phải không? Mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, bốn mùa, tám tiết, vân vân, tất cả đó là định luật. Con người khám phá được tới đâu thì mừng đến đó, nhưng không thay đổi được định luật. Con người không thay đổi được một ngày có 20 tiếng bằng đêm 4 tiếng đi ngủ thôi, không được. Con người muốn cho một đêm 20 tiếng đi ngủ 4 ngày ban ngày để làm việc thôi cũng không được. Con người được sanh ra nằm ở trong tất cả định luật của Đức Chúa Trời, kể cả sự sống và sự chết. Vì vậy cho nên bây giờ Chúa đặt trước mặt chúng ta, như đặt trước mặt Adam Eva cây sự sống, cây biết điều thiện và biết điều ác vậy. Chúng ta chỉ có quyền lựa chọn chứ không có quyền thay đổi. Một là cái này, hai là cái kia, chứ không thể cả hai được, và không thể không lựa chọn được. Đức Chúa Trời là đấng toàn hảo. Trước khi sáng tạo, Đức Chúa Trời có kế hoạch, gọi là nguyên chỉ đời đời của Chúa, không có bất cứ một ai mà sự cố gì thay đổi được. Nhưng vấn đề ở chỗ là chúng ta chịu trách nhiệm về cái quyết định của mình mà thôi. Chúng ta có quyền chọn. Hãy xem, ngày nay ta đặt trước mặt ngươi sự sống và phước lành, sự chết và tai họa. Đó là Chúa đặt. Vậy chúng ta hãy chọn. Ngày nay ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và rủa sả. Vậy hãy chọn. Trong câu thứ 19 là câu gốc, nhắc lại, khẳng định một lần nữa về việc Chúa đặt. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn là như thế nào? Đức Chúa Trời dựng nên con người có ý chí tự do, chứ không phải như người máy. Người ta nói rằng tại sao Đức Chúa Trời rắc rối quá, đặt trước mặt con người để lựa chọn mất công. Chúa dựng nên con người như người máy, khỏe quá đi, bấm nút hay là làm y theo ý của Chúa vậy thôi. Nếu chúng ta cũng như người máy có giá trị gì không quý bà anh chị em? Một trong những cái điều quá đặc biệt tốt lành Chúa ban cho con người là ý chí tự do, để con người có thể lựa chọn. Con người hoàn toàn không có như người máy, họ không có sự lựa chọn. Chúa dựng nên con người, nhưng Chúa ban cho con người có sự lựa chọn để vâng theo lời Chúa hay là chống nghịch Chúa. Chúng ta có quyền lựa chọn, nhưng đừng quên chúng ta phải có trách nhiệm trong sự lựa chọn của mình. Cho nên hết sức là cẩn thận. Có một anh kia xin việc làm, làm một chỗ 5-3 tuần, 1-2 tháng rồi cũng nghỉ. Bởi vì anh than, anh nói là làm cực quá, tôi không thích cái này, tôi không thích cái kia. Cho nên anh nghỉ việc hoài, xin vào làm giúp việc cho một cái nhà kia, sai giặt đồ, anh không biết giặt, rửa chén tôi không quen,
làm nặng tôi chịu không nổi. Anh không thích làm những cái việc mà ông chủ muốn, vì ông chủ trả lương mà. Cuối cùng anh tìm được một việc làm tương đối phù hợp cho anh, đó là anh chỉ ngồi ở trong nhà không ra ngoài nắng à. Anh cũng không phải leo lên cây để hái mấy cái trái bỏ vô giỏ đem về. Anh không làm hết mọi việc, người ta làm sẵn hết và đem về cho anh. Anh chỉ cần mỗi ngày ngồi một chỗ lựa vậy thôi. Trước mặt anh là ba loại, người ta hái đem về mấy cần xé vậy đó, mỗi ngày cứ lựa tốt ở đây, vừa vừa ở chính giữa, xấu hư bỏ bên này, tốt vừa vừa, xấu xấu vừa vừa, tốt tốt. Anh bỏ hổ lộn hết trơn hết trời, hồi tốt anh bỏ bên này, hồi xấu cái là bỏ bên này, vừa vừa anh bỏ bên kia, đổ ra lựa lại. Ngày đầu anh cảm thấy mệt quá, ngày hôm sau mệt hơn nữa, rồi ba ngày nó xin nghỉ việc. Mà anh nói rằng trong tất cả mọi việc mà anh làm đó, đây là việc làm khó nhất. Mấy cái việc làm kia nó nặng nhọc mệt rồi, anh buông ra ngủ rất là ngon. Còn cái này phải động não suy nghĩ hoài, tốt vừa vừa, xấu xấu, tốt vừa vừa, nó căng thẳng quá đi. Và anh kết luôn rằng lựa cho đúng là cái khó nhất. Thế thì bây giờ trước mặt chúng ta Chúa đặt và chúng ta lựa. Chúa không áp đặt ai hết, Chúa không bắt buộc ai hết. Chúa kêu gọi mọi người đến tin Chúa để được cứu, Chúa không bắt buộc ai hết. Chúa kêu gọi những người được cứu bước vào để hầu việc Chúa, tình nguyện. Đức Chúa Trời ban cho con người ý chí tự do, đó là điều hết sức quý báu, là một sản phẩm độc đáo nhất của Thiên Chúa cho mỗi người chúng ta đấy. Nhưng rồi thường thường có người lại chọn những điều trái ngược, chọn những điều không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúa muốn chúng ta chọn cái sự sống á, mà chúng ta lại chọn cái cây biết thiện điều ác không à. Chúng ta tò mò cái mà Chúa cấm, còn cái Chúa không cấm, Chúa muốn chúng ta không chịu, phải không? Và tội lỗi đã xen vào trong thế gian, nó làm méo mó đi, nó làm lệch lạc đi những điều tốt lành vốn có ở trong con người. Có một ông chủ rất giàu có một đứa con nhỏ, nó thích xem những cái hình ở trong cái mấy cuốn catalog đó, về xe hơi, về đồng hồ, về hộp xoàn, về đủ thứ hết. Rồi cũng có vật liệu xây dựng, rồi cũng có nhiều thứ, nguyên nhiều cuốn catalog vậy đó. Nó lật hết cuốn này tới cuốn kia, nó thích lắm. Một ngày nọ cha nó nói rằng bây giờ con lựa đi, lựa cho nó thoải mái, con muốn cái gì ở trong mấy cuốn này ba mua cho. Nó nói ồ sung sướng quá, nó bắt đầu nó lựa. Mà ba nó mới nói như vậy thì ông cũng sợ rằng lỡ nó lựa nhầm mấy cái thứ mà nó đắt tiền thì cũng chết. Nhưng mà hứa thì phải giữ lời, ba nó giàu lắm, xe hơi, nhà lầu, hột xoàn, mấy cái thứ tốt đẹp. Nó coi định lật qua, cuối cùng nó chấm ngay cái trang vật liệu xây dựng. Nó chỉ mấy cái ống nước đó, dài ngắn lớn nhỏ, nó chỉ ba mua cho con cái trang này. Hỏi cái gì? Vật liệu xây dựng, mua mấy cái ống nhựa đó. Nó còn thích mấy ống nè, tròn tròn dài dài chơi sướng lắm. Ba nó buồn nó sức, thật vọng, tưởng lựa cái gì chứ lựa ba cái ống nước này làm cái gì. Nó đâu có biết, nó chỉ thấy dài dài tròn tròn màu này màu kia đẹp quá, nó lựa ba mua cho con cái này. Rất tiếc con người đã lựa chọn những cái gì đó nó hết sức là sai lầm, đó là cây biết điều bất địa. Rồi khi Chúa lựa chọn tuyển dân của Chúa, họ cũng lựa chọn tà thần, họ lựa chọn con đường chống nghịch với Chúa và dẫn đến tai họa, nhưng họ vẫn lựa chọn điều đó. Cho nên chúng ta thấy Đức Chúa Trời luôn luôn toàn hảo.
từ trong sự sáng tạo, bảo tồn, sự dẫn dắt gọi là thân hữu của Ngài. Nhưng con người lại rất tiếc, không chọn đúng những gì mà Chúa đặt ra cho con người. Bây giờ chúng ta tin Chúa Giêsu được cứu. Buổi sáng hôm nay chúng ta đọc một câu kinh thánh thứ 19 của đoạn 30 một lần nữa đây. Ngày nay ta bắt trời và đất làm chứng cho ngươi rằng ta đã đặt trước mặt ngươi, đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả. Vậy hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống. Nhưng chúng ta thật sự có chọn sự sống hay không? Đó là việc của chúng ta ở trước mặt Đức Chúa Trời, và chúng ta chịu trách nhiệm. Có hai nhà thần học nổi tiếng, đó là John Calvin với lại Arminius. Arminius với lại Calvin. Hai nhà thần học này có hai quan điểm nó không có phù hợp với nhau. Ông Calvin thì cho rằng quyền tuyệt đối của Đức Chúa Trời trên con người. Chúa định ai đi địa ngục thì không đi thiên đàng được. Chúa định một người đi thiên đàng thì phạm tội bao nhiêu cũng lên thiên đàng. Bởi vì ông tin ở quyền tuyệt đối của Chúa. Chúa có quyền tuyệt đối không? Có. Nhưng Chúa có độc đoán như vậy không? Không. Nhà thần học Arminius cho rằng con người có ý chí tự do, và ông nghiêng hoàn toàn về ý chí tự do con người. Và khi con người tin hay không, Đức Chúa Trời bó tay, nghĩa là con người quyết định cao hơn Đức Chúa Trời. Thế thì giữa Đức Chúa Trời và con người có quyết định nào cao hơn? Cả hai đều có. Nhưng chúng ta phải biết cân đối. Vì vậy hầu hết đều tin nơi quan điểm thần học của John Calvin, nơi quyền tuyệt đối của Chúa. Và quyền tuyệt đối của Chúa vẫn ban cho ý chí tự do con người lựa chọn để tin hay không tin, hầu về Chúa hay là không. Thế thì trong cái quan điểm thần học này, xin Chúa giúp cho chúng ta phải có cái nhìn cân đối. Chúng ta đã vận dụng chính đức tin để chúng ta tin Chúa Giêsu, chúng ta lựa chọn theo Chúa rồi, thì bây giờ có rất là nhiều điều chúng ta cũng lựa chọn, và chúng ta sẽ thấy cái kết quả tốt hay là cái hậu quả không tốt như thế nào là do sự lựa chọn của mỗi chúng ta. Theo sau sự lựa chọn giữa sự sống và sự chết thì Kinh Thánh nói chúng ta hoặc là được phước lành hay là bị tai họa. Chứ tai họa không bao giờ tự nhiên ập đến một cách bất công đối với chúng ta đâu. Và phước lành không phải từ trên trời rơi xuống đầy đường, muốn lượm bao nhiêu lượm đâu. Nhưng phước lành và tai họa là kết quả hay là hậu quả của cuộc đời, của sự sống, từ sự lựa chọn đúng hay sai của chúng ta. Thế thì thường thường chúng ta hay đổ cho Đức Chúa Trời khi chúng ta có quyết định sai lầm. Chúng ta cưới vợ lấy chồng không chịu cầu nguyện với Chúa, không suy nghĩ, rồi cứ chọn theo ý riêng, rồi về sống một hai năm không hạnh phúc, đổ lỗi cho Đức Chúa Trời. Chúng ta lựa chọn kia mà. Chúng ta nên nhớ có một câu danh ngôn nói rằng vì cái má lúng đồng tiền mà chúng ta cưới nguyên một cô gái. Như vậy chúng ta cưới một người làm vợ sống với nhau suốt đời chỉ vì chúng ta lựa cái cô này có cái đồng tiền, như vậy thôi. Nhưng tánh tình rồi mọi thứ, cái đồng tiền đó nó không thay thế được. Khi chúng ta lựa chọn, tức là chúng ta phải mở mắt thuộc linh, mở tai thuộc linh, chúng ta vận dụng con tim và vân vân đức tin để chúng ta chọn hay không chọn. Mà chúng ta không đổ lỗi cho ai hết. Nguyện Chúa giúp đỡ cho mọi chúng ta.
Ở trong Kinh Thánh có một câu nói rằng có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người, nhưng cuối cùng thành anh não của sự chết. Thế thì chúng ta đứng trước sự lựa chọn, có khi chúng ta muốn chọn cái con đường coi dường chánh đáng đó. Rồi trong Tân Ước cũng nói rằng con đường hẹp với con đường rộng khoảng khoát chúng ta cũng có thể lựa chọn, nhưng quan trọng là chúng ta phải xem con đường chúng ta chọn đó nó dẫn đến đâu. Con đường hẹp dẫn đến sự sống, nhưng con đường khoáng khoát rộng rãi dẫn đến sự chết. Cuối cùng của một con đường mới là quan trọng. Vì vậy xin Chúa cho chúng ta có sự khôn ngoan để đứng trước sự lựa chọn mà Chúa đặt ra đó, chúng ta phải biết lựa chọn như thế nào. Khi Adam, Eva lựa chọn sai, ăn cái trái cấm, thì nó có cái hậu quả liên quan đến con rắn bị bò bằng bụng vì nó cám dỗ Adam Eva. Nó liên quan đến Adam phải làm đổ một hô sóc mắt mới có mà ăn, vì nghe theo lời vợ mà ăn trái cấm. Eva phải đau đớn trong cơn sanh nở và đất bị rủa xả. Đó là tất cả những hậu quả khi Adam Eva lựa chọn sai. Khi Adam ở trong vườn Ê-đen phước hạnh vinh quang lại rơi vào trong cái sự tội lỗi sau khi bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen. Tội lỗi đã xen vào trong tư tưởng chúng ta, xen vào trong hành động của chúng ta, xen vào trong gia đình chúng ta, xen vào trong xã hội nói chung. Nó làm méo mó, sai trật đi cái mục đích tốt lành của Chúa dựng nên cho thế giới thật phước hạnh. Chúng ta xem một ít câu trong Gia Cơ đoạn 1. Tôi đọc ở trong Gia Cơ đoạn 1 câu thứ 14-15. Mỗi người bị cám dỗ khi mắt tư dục xui dục mình, đoạn lòng tư dục cưu mang sanh ra tội ác, tội ác đã trọn sanh ra sự chết. Sự chết không phải đến với chúng ta một cách nhanh chóng, nhưng nó đến từ trong cái tư dục của chúng ta. Những cái ý riêng, những cái tội lỗi ít nhỏ rồi xen vào, nó từ từ nhiều và lớn lên, nó cưu mang đến trọn và sanh ra sự chết. Vì vậy xin Chúa cho chúng ta xem thấy coi chúng ta có cưu mang những tội lỗi lớn nhỏ nào không, mà ở đây gọi là tư dục, để đưa đẩy chúng ta đến một sự quyết định rồi chúng ta chết. Ở đây muốn nói đến chốt cả linh hồn, chết thân thể và chết đời đời nơi quả ngục. Thế gian không thấy được tất cả những gì cần phải thấy nếu không quay về với Kinh Thánh, không được sự soi sáng của Thánh Linh và không biết lời Chúa như chúng ta. Vì vậy rất nhiều lần Chúa đặt phía trước chúng ta một số việc để chúng ta lựa chọn, và xin Chúa soi sáng để chúng ta đừng lựa chọn sai, để rồi thay vì được phước lành thì chúng ta phải hứng chịu sự rủa xả. Judas Iscariot được Chúa chọn như 11 sứ đồ khác là một vinh dự lớn lao lắm, nhưng chính Judas Iscariot lại đi một con đường hết sức đáng buồn. Ông thấy 30 nén bạc đó nó lớn quá đi, rồi ông rơi vào tình trạng bán Chúa Giêsu và kết cuộc là tự tử chết. Người ta nói chết hai lần là thắt cổ chết rồi treo lơ lửng, rồi có lẽ ông nặng lắm rớt xuống đứt dây bể bụng chết bằng cách đó đó. Dĩ nhiên chết lần, nhưng người ta nói chết hai lần là xấu hổ lắm. Chúng ta cũng thấy rõ ông Ê Sao được quyền con trưởng, cái quyền mà Gia Cốp không bao giờ có được dù thèm khát đến đâu. Cuối cùng anh bán nó với một tô canh, cái anh phản đậu.
Bởi vì ông thấy rằng dường như cái quyền con trưởng này đâu có giá trị gì. Kinh Thánh ở trong Hebrew 12 chép như thế nào? Đến khi sau đó ông khóc lóc đắng cay, không thay đổi được ý cha mình đã định rồi, tức là phước đã xuống cho Gia-cốp rồi, dầu có khóc lóc đắng cay. Trễ rồi, muộn rồi, cửa tô ca đã ăn rồi, cái quyền con trưởng bán cho Gia-cốp rồi. Đôi lúc chúng ta không thấy được hậu quả. Cho nên cái sự lựa chọn của chúng ta đem đến một cái phước hạnh quá lớn hay là một hậu quả hết sức là to tát. Chúng ta hãy cầu nguyện để đứng trước cái ngã ba đường, chúng ta cần có một cái quyết định thật khôn ngoan để rồi chúng ta luôn nhận được phước hạnh mà Chúa ban cho. Và điều cuối cùng chúng ta thấy lời Chúa nói ở đây là gì? Đó là cái bí quyết hay là cái hành động của chúng ta. Chúa đặt, chúng ta chọn phước lành và sự rửa sạch. Bây giờ ở trong lời Chúa nói thêm, muốn được sống và được phước lành thì chúng ta làm ba điều ở đây. Chúng ta xem trong câu thứ 13: hãy xem ngày nay ta đặt trước mặt ngươi sự sống và phước lành, sự chết và tai họa. Vì ngày nay ta bảo ngươi thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Điều thứ nhất để đưa chúng ta đến một cái sự lựa chọn tốt và được phước lành, đó là lòng yêu mến Chúa của chúng ta. Yêu mến Chúa nó gắn kết với Chúa, không có cái điều gì có thể xen vào. Dù núi dù đồi chuyển không thay được giao ước của Chúa, tình yêu của Chúa đối với chúng ta. Hoạn nạn khốn cùng, bắt bớ, nguy hiểm, trần truồng, gươm giáo không tách chúng ta khỏi tình yêu của Chúa. Nếu một người yêu mến Chúa thì đó là cái bí quyết thứ nhất để chúng ta có sự lựa chọn tốt để nhận được phước lành của Ngài. Xin Chúa xem lại trong mỗi tấm lòng chúng ta, nhắc nhở cáo trách chúng ta. Tội lỗi càng gia tăng thì lòng yêu mến của phần nhiều người ngủ dần, tỷ lệ nghịch như vậy. Nhưng tội lỗi gia tăng, lòng yêu mến Chúa của chúng ta càng thêm thì đó là điều tốt. Chúa muốn cho chúng ta thương mến hay là yêu mến Chúa. Ngày nay chúng ta sống trong thế gian tội lỗi, trong thế kỷ sao rốt, lòng yêu mến Chúa của nhiều người giảm sút. Sự nồng cháy của chúng ta đối với Chúa nó không còn như xưa. Và đó là lý do lửa tình yêu của chúng ta với Chúa nó nguội nguội bớt. Mà sứ đồ Phao-lô dùng cái từ để nhắc nhở ông Ti-mô-thê là hãy nhen lại đó. Nhen lại cái ơn của Chúa như ngày nào còn trước đây đó, mà bây giờ nó lại nguội dần đi đó. Đó là điều thứ nhất mà đây lời Chúa nói. Rồi cũng ở trong câu thứ 13 tiếp theo chúng ta thấy, xin lỗi, câu thứ 15 rồi đến câu thứ 16: vì ngày nay ta bảo các ngươi thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đi trong các đường lối Ngài. Điều thứ hai là đi theo đường lối Ngài. Trong câu thứ 16, đi trong đường lối Ngài tức là chúng ta không có tẻ tách, chúng ta không có xây qua bên hữu bên tả. Giô-suê kêu gọi dân sự của Chúa hãy lựa chọn ai mà mình hầu việc, còn ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va, tức là vẫn tiếp tục phục sự Đức Giê-hô-va, không có theo Giê-bu-sít hay là Amorít hay là các dân chung quanh. Đó là cái khẳng định của ông Giô-suê. Chúng ta rất dễ đi lệch con đường mà Chúa vạch ra trong đời sống của chúng ta. Rồi điều thứ ba ở đây chúng ta cũng thấy lời Chúa tiếp tục nói: đi trong các đường lối Ngài và gìn giữ điều răn luật lệ mạng lệnh của Ngài. Chúng ta có lời của Chúa, và ai giữ gìn lời của Chúa cách nghiêm chỉnh thì chắc chắn sẽ không bị đi lệch và không giảm sút tình yêu đối với Chúa, và người đó chắc chắn sẽ đạt được
cái con đường lựa chọn của mình mà được phước lành. Cho nên sáng hôm nay xin Chúa giúp cho chúng ta xem lại ba điều đó ở trong chúng ta như thế nào. Để rồi chúng ta sẽ tin rằng cuối cùng, cuối một con đường của chúng ta đó, đó là phước lành. Chúa hứa không bao giờ thay đổi. Giao ước của Chúa ký với dân sự của Chúa dù núi dồi đầu chiến cũng không thay đổi, chỉ vì lòng chúng ta đổi thay mà thôi. Xin Chúa cho chúng ta giữ luật lệ của Chúa. Luật lệ của Chúa ở đây trong Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Rồi bây giờ ngược lại cái điều thứ hai, sự chết và tai họa sẽ đến với chúng ta như đến với dân sự Chúa ngày xưa, khi có ba điều nữa mà chúng ta cần phải tránh. Thứ nhất là xây bỏ Chúa. Chúng ta xem ở trong câu thứ 17 đó. Nhưng nếu lòng ngươi xây trở, không nghe theo tiếng của Chúa, như vua Salomon, một con người tuyệt vời, khôn trước không có bằng, sau không ai ngang, được đặt lên làm vua dân Israel, được phép xây đền thờ tại Jerusalem, bao nhiêu cái đặc ân dành cho ông. Nhưng cuối cùng khi ông làm vua, từ từ ông có nhiều hoàng hậu cung phi, và ông bắt đầu xây bỏ Đức Chúa Trời. Tức là xây bỏ đây, tức là nó chuyển hướng, không còn yêu mến Chúa, thờ phượng Chúa tốt đẹp. Như vua Sao-lơ trước đây khi ông làm vua, ông tuyên bố rằng không ai được cầu bà bóng. Nhưng rồi cuối cùng Chúa bỏ ông không còn chỗ để bám víu, thì chính ông lại người đi cầu bà bóng. Nó đâu còn chỗ nào nữa đâu mà cầu xin, Chúa bỏ rồi. Và khi Chúa bỏ rồi thì thưa quý ông bà anh chị em, không còn cái gì nữa đâu, tệ hơn người ngoại nữa. Cho nên cái chữ xây bỏ Chúa đó có thể nó có trong mỗi đời sống chúng ta trong tương lai. Ông Phi-e-rơ nói làm sao? Ai bỏ Chúa chứ tôi Phi-e-rơ này theo Chúa, đồng tù đồng chết. Ông nói rất là mạnh mẽ như thế đó. Ông nói thật nữa, ông nói với cả ý chí của mình, nhưng ông lại không làm được điều đó. Vậy cuối cùng chẳng bao lâu sau đó ông theo Chúa. Nhưng Chúa nói rằng ta cầu nguyện cho ngươi để đức tin ngươi không thiếu thốn. Phi-e-rơ đã khóc lóc đắng cay, ông ăn năn thật chứ không phải hối hận như ông Giu-đa Iscariot. Mà Chúa thương xót, Chúa dùng ông cho đến giờ phút cuối cùng. Một con người chạy trốn sợ phải lên thập tự giá, lại là một người bằng lòng chịu đóng đinh, mà xin tuyên bố đóng đinh ngược đầu vì danh của Chúa nữa. Một sự thay đổi hoàn toàn, một sự ăn năn thật trong con người của ông sứ đồ Phi-e-rơ. Điều thứ hai chúng ta thấy có thể chúng ta trở thành một người sẽ hứng lấy tai họa chứ không phải phước lành, khi chúng ta chiều theo sự dạy dỗ sai lệch. Cũng ở trong câu thứ 17 đó, chịu dụ dỗ thờ lại và hầu việc các thần khác. Chúng ta đang hầu việc một chân thần, nhưng bây giờ có thể chúng ta sẽ bị dụ dỗ. Như ở trong sách Khải Huyền, Chúa phán với hội thánh tại Thyatira, các ngươi chiều theo Jezebel. Jezebel là hoàng hậu, là vợ của vua Ahab, đã dụ dân sự thay vì hầu việc Đức Chúa Trời chuyển sang thờ thần Ba-an. Một điều rất là nguy hiểm mà trong sách Khải Huyền có nói, đây là một sự nham hiểm của Giê-sa-bên dụ dỗ hậu thánh ngày nay phạm tội như dụ dỗ dân Israel ngày xưa phạm tội thờ thần Ba Anh vậy. Biết bao nhiêu sự dụ dỗ, biết bao nhiêu tà giáo, biết bao nhiêu sự thu hút cám dỗ đang và sẽ kéo chúng ta ra khỏi con đường tốt lành để nhận được phước Chúa ban cho. Rồi ở đây điều thứ ba cần tránh đó là hầu việc các thần.
dụ dỗ thờ lại là chuyển hướng trong niềm tin. Nhưng hầu việc tức là nó nặng hơn, nó phục vụ, nó liên quan đến cả hành động, ý chí và thì giờ công sức của chúng ta. Hầu việc các thần thay vì hầu việc Đức Chúa Trời. Ngày nay cũng không phải là không có một số người trước đây quá tốt, yêu mến Chúa, mặn nồng, nhưng bây giờ chối bỏ Chúa, hầu việc đủ mọi thần tượng hết. Đáng buồn lắm. Chúng ta không phải chỉ thờ phượng Đức Chúa Trời rồi có thể chuyển thành thờ ma môn hay là cái gì đó. Vì ở đây nói rằng đó là lý do thứ ba của một đời sống lệch lạc và chọn con đường sự chết, hứng lấy tai họa. Có biết bao nhiêu những thần tượng ngày nay nó chiếm chỗ cao hơn Đức Chúa Trời ở trong đời sống của chúng ta? Chúng ta gọi đó là thần tượng. Tôi không biết được trong quý ông bà chị em có cái thần tượng nào mà cái gì choáng chỗ, chiếm chỗ cao hơn Đức Chúa Trời, đó là thần tượng. Đó là những gì Chúa đặt trước mặt chúng ta. Lời Chúa sáng nay nhắc nhở chúng ta phải chọn. Và để chọn con đường sự sống phước lành thì xin Chúa cho chúng ta yêu mến Chúa, đi trong đường lối Chúa, giữ gìn luật pháp của Chúa. Và muốn tránh tai họa sự chết thì chúng ta đừng bao giờ cám dỗ mà xây bỏ Chúa theo sự dụ dỗ của các thần tượng khác và hầu việc các thần tượng với rất là nhiều hình thức. Và Chúa đã trách dân Israel là các ngươi chớ đi dẹo hai bên. Đi dẹo tức là chúng ta không có dứt khoát. Chúa cũng thờ, thần cũng thờ, đi nhà thờ cũng đi, mà đi đến các nơi thần tượng chúng ta cũng đi. Ông David đã nói một câu: chỉ còn một bước cách tôi với sự chết. Ông đang ở trong một cái tình trạng rất nguy hiểm, sống chết chỉ có một bước thôi, chỉ cần xa bước một chút là sự chết đe dọa. Xin Chúa cho chúng ta có thể đi con đường của Chúa. Đừng nhìn qua bên tả, đừng nhìn qua bên hữu. Chúng ta đừng sợ cái giết linh thân thể mà không giết được linh hồn của chúng ta. Nhưng thà sợ đấng có thể làm cho cả linh hồn và thân thể chúng ta ở trong địa ngục. Nếu không còn kính sợ Chúa thì có lẽ không còn điều gì mà chúng ta có thể không dám làm nữa. Ông Joseph sở dĩ không phạm tội với bà Phô-ti-pha là bởi vì ông ý thức đây là phạm tội đại ác. Ông không xem vợ Phô-ti-pha là một người nữ cám dỗ mình, mà ông đặt vợ Phô-ti-pha là bà chủ của tôi. Vì vậy cho nên tôi không có phép, tôi không có dám. Tôi tôn trọng ông chủ tôi thế nào thì tôn trọng bà chủ như thế, dù bà chủ có cám dỗ tôi. Nhưng trên cả ông bà chủ, Đức Chúa Trời. Ông Joseph rất sợ, kính sợ Chúa, giữ ông ở trong con đường thánh khiết. Xin Chúa giữ chúng ta trong con đường tốt lành mà chúng ta đã chọn, tức là theo Chúa và hầu vì Chúa. Không phải đã qua, không phải chỉ trong thì giờ này, mà trong đời sống chúng ta những ngày tháng sắp tới, luôn luôn chúng ta đang đứng trước một sự lựa chọn. Luôn luôn chúng ta đang đứng trước cái kết quả hay là hậu quả của phước lành và tai họa. Hết sức là cẩn thận thưa quý ông bà anh chị em. Chúa Giêsu sắp tái lâm, có quá nhiều cám dỗ trong thời kỳ sau rốt, quá nhiều sự tấn công, quá nhiều điều có thể làm cho chúng ta mất đi phước lành của Chúa mà chúng ta bị tai họa vì do chính sự lựa chọn không nhờ ơn Chúa của chúng ta.
Xin Chúa ban phước cho chúng ta. Amen.